một cái cơ quan được coi là lớn nhất trong hệ thống ống tiêu hóa, một cơ quan được coi là ông vua của hệ thống tiêu hóa và cái cơ quan đó nếu có vấn đề thì chắc chắn lục phủ và ngũ tạng chúng ta cũng sẽ phát sinh vấn đề. Đó chính là dạ dày. Vậy thì những sai lầm nào các bạn vô tình chưa biết mà khiến cho các bạn mắc các bệnh lý về dạ dày và cái cách để chúng ta có dạ dày và một cái hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh. Tất cả sẽ có trong video này. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chân Thiện Mỹ Bách Niên. Dạ dày là một cơ quan cực kỳ quan trọng trong hệ thống tiêu hóa, là nơi chứa thức ăn sau khi nuốt qua thực quản trước khi vào tiêu hóa ở ruột. Đây là cơ quan lớn nhất trong hệ thống ống tiêu hóa của con người, có nhiệm vụ chứa thức ăn, nghiền nát, chuyển hóa một phần thức ăn thành chất dinh dưỡng, chuẩn bị quá trình hấp thu đi nuôi cơ thể. Khi dạ dày khỏe mạnh sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của con người chúng ta khỏe mạnh. Nhờ đó chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. Vậy thì một số những cái kiến thức tối căn bản chúng ta cần biết về dạ dày là gì? Có rất nhiều người bị mắc bệnh lý về dạ dày và có những cái rối loạn liên quan đến dạ dày nhưng mà người ta lại không biết vị trí dạ dày ở đâu cả. Dạ dày là một cái cơ quan nằm ở phía trên bên trái của khoang bụng. Đây là phía trên và bên trái của khoang bụng. Nằm dưới gan, cạnh lá lách. Dạ dày nhìn giống như có hình cái móc câu và hình dáng của dạ dày có thể thay đổi dựa vào việc là trong dạ dày có chứa thức ăn hay không và có thể biến đổi thành cái hình của sừng bò hay là hình chữ di theo từng đối tượng khác nhau. Về hình thể ngoài thì cấu tạo dạ dày được chia làm 5 phần tâm vị, đáy vị, thân vị, hang vị và môn vị. Trong đó các cái bệnh lý về viêm loét dạ dày thì thường hay xảy ra ở cái vùng hang vị và môn vị này. Do đây là điểm cuối của dạ dày và tiếp xúc trực tiếp với tá tràng và nơi đây là cái nơi mà thường xuyên có axit lắng động ở cái vùng này. Hơn nữa, nơi đây là cái nơi mà tập trung tiết nhiều axit nhất trong quá trình tiêu hóa của dạ dày để tiêu hóa thức ăn trong cơ thể. Về cấu tạo của dạ dày, từ ngoài vào trong thì sẽ bao gồm 5 phần. Ngoài cùng đó là thanh mạc bao bọc toàn bộ dạ dày. Phía trong là lớp dưới thanh mạc. Tiếp theo đó là lớp cơ. Trong cái lớp cơ này lại bao gồm 3 lớp, đó là cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo. Thứ tư đó là lớp dưới niêm mạc. Thứ năm đó là lớp niêm mạc. Ở nơi này tiết ra các cái chất nhầy để bảo vệ dạ dày và các cái enzyme đóng góp vào cái quá trình tiêu hóa thức ăn. Ví dụ như là acid chloric hoặc là enzyme pepsinogen để tiêu hóa các protein. Các cái mạch máu để nuôi dạ dày thì được bắt nguồn từ động mạch thân tạng và đây nó cũng chính là động mạch chủ bụng được tách ra ở phần dưới cơ hoành. Từ đó tạo thành hai vòng cung động mạch để nuôi dạ dày. Từ cấu tạo của dạ dày như vậy thì chúng ta sẽ bóc tách ra những thói quen nào sai lầm để phát sinh những cái bệnh lý về dạ dày và những cái bệnh tật nào nguy hiểm nhất thường trực đối với bệnh lý dạ dày. Thói quen đầu tiên gây hại dạ dày đó chính là thói quen ăn nhiều thịt. Một cái dạ dày đẹp khi nội soi thì chúng ta sẽ thấy là có màu hồng đồng nhất, có bề mặt không lồi lõm, không nhìn thấy mạch máu ở dưới niêm mạc. Ngoài ra với những người có sức khỏe tốt thì khi soi niêm mạc dạ dày ở dưới cái ống soi niêm mạc thì sẽ thấy cái ánh sáng phản chiếu lấp lánh ở cái vùng niêm mạc dạ dày dạ dày của những người có sức khỏe kém thì niêm mạc sẽ có màu không đồng đều lồi lõm có chỗ thì chuyển màu đỏ có chỗ bị sưng ngoài ra với những người bị viêm teo dạ dày nhiều lần niêm mạc dạ dày thường bị mỏng đi và có thể nhìn thấy mạch máu ở dưới niêm mạc thêm vào đó khi niêm mạc dạ dày bị teo lại các tế bào trên bề mặt niêm mạc sẽ tăng lên, làm cho bề mặt dạ dày bị lồi lõm. Lúc này là dấu hiệu của tiền ung thư. Và có một nghịch lý ở trong xã hội là có rất nhiều người khi thấy mặt mình bị có nếp nhăn, khi thấy mặt mình xuất hiện mụn thì sẽ chi trả rất nhiều tiền để xử lý các cái nếp nhăn hoặc mụn đó. Nhưng những cái diễn biến bất thường ở trong lòng ống tiêu hóa mà chúng ta không nhìn thấy được thì lại chủ quan và coi thường mặc kệ cho bệnh tật nó phát sinh khi chúng ta ăn nhiều thịt do thịt không có chất xơ và có chứa quá nhiều chất béo cùng với cholesterol nên khi ăn nhiều thịt sẽ làm cho thành dạ dày cứng và dày lên để co bóp và nhào trộn thức ăn lâu dần thì nó sẽ làm giảm cái nhu động ở trong lòng dạ dày làm cho cái lớp niêm mạc ở dạ dày nó bị yếu đi đồng thời cái thời gian co bóp và tống đẩy thức ăn xuống ruột nó sẽ tăng lên thức ăn lưu lại ở trong dạ dày nhiều hơn từ đó tạo điều kiện cho cái vi khuẩn có hại ở trong dạ dày nó phát triển đặc biệt là vi khuẩn HP Helicobacter pylori và làm tăng cái tỷ lệ hình thành vết loét ở trên dạ dày hơn nữa trong cái quá trình mà enzyme pepsinogen hỗ trợ quá trình phân giải các cái protein thành các polypeptide thì sẽ sinh ra nhiều axit đặc biệt đối với thịt sẽ sinh ra nhiều axit sulfuric axit phosphoric và khi cái lượng axit này tồn tại lâu ở trong dạ dày thì sẽ trào ngược lên thực quản dẫn tới cái bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Cái thói quen tai hại thứ hai đó là thói quen ăn nhiều đồ trái cây ngọt. Các trái cây ngọt sau khi vào dạ dày sẽ ngay lập tức lên men tạo thành axit acetic. Đây cũng là một dạng axit mạnh. Khi tồn tại lâu ở trong dạ dày thì nó sẽ làm cho niêm mạc dạ dày nó bị mỏng đi, hình thành các cái vết loét ở trong dạ dày và axit tồn động lâu ở trong dạ dày sẽ dẫn tới hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy liên hệ với cuộc sống bình thường. Vào các dịp Tết thì chúng ta thường mổ lợn để chúng ta liên hoan và khi mà chúng ta rửa lòng ấy hoặc là rửa dạ dày thì chúng ta thường là lấy chanh hoặc là giấm để chúng ta rửa các cái dịch nó có bám ở cái bề mặt của dạ dày. Thì các cái chất chúng ta để rửa ấy thì đó chủ yếu là các chất có chứa axit như là chanh, như là giấm, như là quất thì cái việc mà axit tồn tại lâu ở trong dạ dày này thì nó sẽ làm cho các cái chất nhầy nó bám ở trên bề mặt của dạ dày nó bị bào mòn đi hình thành các cái vết loét ở trên dạ dày và tạo điều kiện cho vi khuẩn nó phát triển và trong cuộc sống thực tế các bạn cũng rất dễ gặp đó là sau khi chúng ta ăn ngọt vào ấy chúng ta sẽ ngay lập tức cảm thấy là ợ nóng ợ hơi ợ chua và ợ ngay lên trên miệng của chúng ta hoặc là rất nhiều người sau khi ăn hoa quả ngọt ấy, thì gặp các chú cảnh sát giao thông thổi nó nô cồn thì sẽ lên cái nồng độ đó là chính là cái việc là hoa quả ngọt kết hợp với axit ở trong lòng ruột nó đã bị lên men thành rượu và từ đó nó sẽ chuyển hóa thành axit acid, acetic nó sẽ lưu cữu ở trong dạ dày và luân chuyển ở trong cơ thể nguy hiểm hơn các chị em đồn nhau rằng là sẽ có một cách giảm cân là sẽ ăn ít tinh bột đi đồng thời chủ yếu là ăn hoa quả ngọt và kết quả là càng ăn hoa quả thì sẽ càng béo và kèm theo một cái combo nữa đó là mắc cái bệnh lý về dạ dày và da rẻ sẽ bị xấu đi do cơ thể sinh quá nhiều axit và khi axit luân chuyển trong cơ thể và được đào thải qua da, nó sẽ tích tụ ở trên da gây cho lão hóa da, xuất hiện các cái đếp nhăn cho da bị xỉn màu, bị xấu đi. Thói quen thứ ba làm hại dạ dày đó chính là thói quen lạm dụng thuốc. Mỗi khi mà chúng ta bị đau chân, đau tay, đau đầu, đau răng thì chúng ta thường sử dụng các cái thuốc giảm đau, chống viêm, đặc biệt là các thuốc giảm đau chống viêm mạnh phi steroid hoặc các thuốc corticoid đó chính là những kẻ thù của niêm mạc dạ dày và thường khi các bạn mua cái thuốc đó ở các hiệu thuốc thì các dược sĩ các bác sĩ sẽ khuyên các bạn rằng là có bị bệnh lý về dạ dày hay không và thường xuyên có một câu dặn dò đó là nên uống sau khi ăn đó chính là cái việc mà cái thuốc đó có tác động đến dạ dày nó mạnh đến cỡ nào nguy hiểm hơn nữa đó là các cái thuốc để điều trị bệnh viêm lết dạ dày và vi khuẩn hp bằng cách là các cái thuốc ức chế bơm proton giảm tiết axit của dịch vị dạ dày khi các bạn sử dụng cái thuốc này thì sẽ xuất hiện ngay cái tình trạng đó là teo niêm mạc dạ dày ở dạ dày có độ pH từ 1,5 đến 3 và cái nhiệm vụ của độ pH này đó là bảo vệ dạ dày khỏi cái sự xâm nhập của vi khuẩn tấn công từ bên ngoài vào đặc biệt là từ thức ăn một ngày thì chúng ta thường tiếp xúc với khoảng 300 đến 400 tỷ cái con vi khuẩn tấn công vào trong cơ thể thông qua đường dạ dày. Nếu các bạn sử dụng các cái thuốc ức chế bơm proton này, thì ngay lập tức sẽ xuất hiện cái tình trạng đó là đầy bụng, trướng bụng, ăn uống khó tiêu. Nếu nặng hơn nữa các cái vi khuẩn có độc tính cao, thì sẽ làm cho các bạn có triệu chứng đó là rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy ngay lập tức. Hơn nữa khi cái lượng axit này không được tiết ra đủ, thì nó sẽ làm giảm hấp thu của sắt, của magie và một số các cái nguyên tố vi lượng khác như là vitamin B12 và giảm kích hoạt một số các enzyme để tiêu hóa thức ăn. Cho nên với những người mà thường xuyên sử dụng các cái thuốc về dạ dày này và những người bị mắc cái bệnh lý về dạ dày, cắt dạ dày này, hoặc những người bị bệnh lý ung thư dạ dày thì thường xuyên xuất hiện cái tình trạng thiếu máu do thiếu sắt hoặc là xuất hiện các cái tình trạng đó là trí não không được minh mẫn do là thiếu vitamin B và thiếu magie một cái nguy hiểm nữa của cái thuốc ức chế tiết dịch vị dạ dày đó là nó sẽ làm mất cái cân bằng lợi khuẩn ở trong lòng ruột. Bình thường ở trong lòng ruột của chúng ta ấy, nó sẽ có khoảng 300 cái loại vi khuẩn có lợi, có hại, trung tính, tương đương với khoảng 100.000 tỷ vi khuẩn. Và chủ yếu nó sẽ là các cái vi khuẩn trung tính. Khi mà chúng ta có một cái đầu vào thức ăn tốt và chúng ta kích hoạt được cái lượng enzyme tốt thì các cái vi khuẩn trung gian này thì nó sẽ lại được chuyển hóa thành các vi khuẩn có lợi từ đó tốt cho đường tiêu hóa và tác dụng ngược lại là nếu như mà chúng ta bị mất cân bằng chúng ta bị các cái vi khuẩn có hại xâm nhập vào trong cơ thể nó sẽ biến các cái vi khuẩn trung gia này thành vi khuẩn có hại để tấn công vào trong cơ thể chúng ta làm cho cái đường tiêu hóa chúng ta bị rối loạn và chúng ta mắc một loạt các bệnh lý về đường tiêu hóa khi mà axit ở trong dạ dày không được phân bố đủ thì nó sẽ làm cho các cái enzyme để chuyển hóa, để tiêu hóa thức ăn nó bị ảnh hưởng. Thức ăn không được tiêu hóa tốt sẽ chuyển thẳng vào đường ruột và ứ động ở đây. Với cái nhiệt độ của lòng ruột luôn luôn duy trì ở mức 37 độ tương đương với nhiệt độ của mùa hè thì các cái thức ăn ứ động nó sẽ bị ung thối, sinh ra khí ga, từ đó sẽ bốc mùi và lên men, làm gia tăng cái số lượng vi khuẩn có hại ở trong đường ruột làm giảm sức đề kháng của cơ thể và gây ra một loạt các bệnh lý ở đường ruột. Bình thường thì các bạn không để ý, nhưng mà trong cái niêm mạc của dạ dày thì nó sẽ có một cái lớp nhung mao và có nhiệm vụ là tiết axit dịch vị để tiêu hóa thức ăn. Nhưng khi các bạn uống cái thuốc ức chế bơm proton này thì nó sẽ làm cho lớp nhung mao hoạt động kém, dẫn tới hiện tượng đó là co thắt niêm mạc dạ dày. Từ đó làm cho niêm mạc dạ dày mỏng đi, tạo điều kiện cho vi khuẩn HP sinh sôi và phát triển và khoa học đã chứng minh là 80 đến 90% các cái ca bệnh lý ung thư dạ dày đều có liên quan đến vi khuẩn HP. Thói quen nguy hiểm thứ tư đó là thói quen không nhai kỹ. Trong bài ngày hôm trước thì mình có nói về tám cái lợi ích rất tuyệt vời của thói quen chúng ta nhai kỹ, nhưng cái tác động của nhai kỹ đến dạ dày như thế nào, trực tiếp như thế nào thì nó cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta không nhai kỹ thì chúng ta sẽ làm cho thức ăn không được thấm đều các dịch vị đường tiêu hóa. Khi mà di chuyển xuống dạ dày, thì cái axit ở trong dạ dày nó cũng không được thấm đều vào bề mặt của thức ăn. Và nếu như vì một cái lý do nào đó trong các thức ăn mà chúng ta ăn vào nó có chứa nhiều các vi khuẩn ẩn sâu ở bên trong, ấy, thì đó chính là cái điều kiện để cho các cái vi khuẩn nó xâm nhập thông qua cái hệ thống dạ dày một cách rất là nhanh chóng. Khi mà chúng ta nhai kỹ, thì các cái vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn hp nó sẽ không tạo được cái lớp vỏ bọc để bọc cái vi khuẩn đó lại để kháng lại cái axit dịch vị cho nên là khi chúng ta nhai kỹ và được cái enzyme ở trong nước bọt phân bố đều vào khi xuống dạ dày thì nó sẽ làm cho axit dạ dày nó sẽ thấm đều vào trong thức ăn luôn và tiêu diệt luôn các vi khuẩn HP ngay khi chớm xâm nhập vào dạ dày cho nên mình khẳng định với những người mà có cái thói quen ăn chậm nhai kỹ thì những người đó rất ít mắc các bệnh lý về dạ dày thói quen nguy hiểm thứ năm mà ảnh hưởng đến dạ dày và gây nên các bệnh lý dạ dày đó chính là thói quen thức đêm và stress. Thói quen thức đêm và stress thì nó sẽ làm cho dạ dày tiết nhiều axit hơn vì càng lo lắng, càng suy nghĩ thì axit chloric sẽ càng tiết ra nhiều. Nhất là khi thức đêm mà trong lúc bụng đói, axit tiết ra nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến cái lớp niêm mạc bao phủ dạ dày, tạo điều kiện cho các vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn HP phát triển. Và nhiều người có những suy nghĩ là người ta phải kiêng cái đồ cay, đồ nóng, và các cái đồ ảnh hưởng đến dạ dày tuy nhiên có một số những nghiên cứu là những cái người mà bị bệnh lý dạ dày thì cái khả năng ăn cay ăn nóng ấy, nó sẽ kém hơn rất nhiều so với những người mà có dạ dày khỏe mạnh đó là năm những cái sát thủ chính ảnh hưởng đến dạ dày trực tiếp thế vậy thì để bảo vệ dạ dày thì chúng ta cần làm gì rất là đơn giản chúng ta không để cái tình trạng là ợ nóng ợ chua ợ hơi diễn ra nữa trong đó ợ nóng là cái tình trạng mà axit dạ dày nó bị đầy lên và trào ngược vào trong thực quản. Các bạn biết là thực quản là một cái nơi mà có tính kiềm và rất nhạy cảm với axit. Cho nên là với những người mà thường xuyên bị trào ngược như vậy thì có một thói quen họ rất hay làm đó là nuốt nước bọt. Và nuốt nước bọt một cách vô thức. Vì nước bọt có tính kiềm, có pH 7.4 và sẽ rửa trôi các cái axit ở trong thực quản. Tuy nhiên khi bạn ăn nhiều hoặc là tiêu hóa nó kém, axit trào lên nhiều Nước bọt không đủ để trung hòa được, từ đó thức quản sẽ bị loét ra và một vòng quay bắt đầu xuất hiện, axit sẽ tiếp tục trào lên, nó cũng giống như là chúng ta lấy cồn, chúng ta sát lên cái vết thương vậy, từ đó làm cho bạn bị ợ nóng và đau cực kỳ khó chịu. Do đó, thứ nhất là các bạn phải ăn ít và nhai rất kỹ, ăn thì chúng ta sẽ ăn 50% so với cái dung tích của dạ dày. Vậy thì câu hỏi đặt ra có rất nhiều bạn là ăn ít như vậy có thấy đói hay không? hay là ăn ít như vậy có thiếu chất hay không? Câu trả lời của mình là sẽ không thiếu chất và hoàn toàn không đói. Nếu như các bạn nhai kỹ từ 70 đến 100 lần trong một miếng ăn, đấy là với những người có sức khỏe bình thường, không bị bệnh lý về dạ dày. Còn với những người bị bệnh lý về dạ dày, sẽ phải nhai từ 200 đến 300 lần trở lên mới được nuốt. Thẳng định với các bạn là các bạn có ăn một bát cơm, các bạn cũng sẽ không thấy đói. Cái thứ hai đó là do thói quen chúng ta ăn nhanh khi mà cơ thể chúng ta ăn đủ rồi nhưng chưa kịp báo hiệu lên não là đã no thì các bạn đã ăn thêm một cái lượng thức ăn nó lớn hơn so với nhu cầu của cơ thể. Hơn nữa khi chúng ta nhai kỹ thì các cái phân tử thức ăn nó được phân nhỏ ra 4 lần, 5 lần thậm chí là 10 lần thì nó sẽ làm cho chúng ta hấp thu thức ăn một cách hoàn toàn hơn và hoàn toàn các cái chất sẽ được bổ sung vào trong cơ thể và không thiếu chất một chút nào. Da chúng ta sẽ ngày càng sáng hơn, mịn hơn và trẻ đẹp hơn. Thứ hai đó là ăn hạn chế các cái đồ sinh ra nhiều axit như là đồ ngọt, các cái đồ có chứa nhiều thịt đỏ, cà phê, trà, rượu vân vân. Thì cái tác hại của axit thì mình đã nói ở bên trên rồi và các bạn cần phải kiêng các cái đồ này. Thứ ba đó là chúng ta cần phải ăn tối và lúc sớm và cách cái thời gian chúng ta đi ngủ khoảng 5 đến 6 tiếng. Lúc nào mà dạ dày chúng ta trống rồi thì chúng ta mới đi ngủ. Lúc này chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Và buổi sáng hôm sau chúng ta sẽ ngủ dậy một cách rất là tỉnh táo. Các bạn cứ thử đi rồi sẽ biết. Thứ tư rất quan trọng là các bạn cần phải ăn các cái thực phẩm có tỷ lệ quân bình, tỷ lệ kali trên natri sấp xỉ là 5. Đặc biệt có trong ngũ cốc như là gạo lứt và các cái ngũ cốc nguyên cám, nguyên vỏ. Kèm theo các bạn sẽ nâng cao cái hệ vi sinh vật ở đường ruột bằng cách là thải độc cái đường tiêu hóa với công thức là sắn dây và chanh muối lâu năm kết hợp với gừng vào buổi sáng. Cái cách này sẽ làm gia tăng các cái vi sinh vật có lợi trong đường ruột và dần dần nó làm cho hệ thống dạ dày và ruột chúng ta tăng các vi khuẩn có lợi. Từ đó hệ thống tiêu hóa nó sẽ khỏe hơn, tăng sức đề kháng và các bệnh tật về đường tiêu hóa sẽ không phát sinh. Trong sắn dây đặc biệt nó sẽ có tính kiềm, nó trung hòa các axit và làm lành vết thương ở trong dạ dày rất là tốt. Chanh muối, đặc biệt là chanh muối lâu năm thì đã được loại bỏ hoàn toàn các tính âm ở trong chanh và cực kỳ tốt cho hệ thống tiêu hóa. Thêm một điều nữa là các bạn sẽ thường xuyên uống các cái nước có tính kiềm cao và tốt cho hệ thống tỳ vị như là nước gạo lứt rang, nước đậu đỏ rang, nước đậu đen rang, nước mè rang, rất là tốt. Thay thế cho các cái đồ uống khó tiêu và có hại cho cơ thể như là trà sữa, như là sinh tố hoặc là một số loại sữa thì mình sẽ nói sâu hơn ở trong các video sau. Trong đông y thì dạ dày sẽ được nhìn thấy rõ nhất ở phần môi trên. Một người có dạ dày tốt thì môi sẽ hồng hào và đỏ tươi nhuận. Cho nên các bạn thấy là các cái đứa trẻ mà sơ sinh mới đẻ ra hoặc là những đứa trẻ mà trong độ tuổi vài tuổi đến dưới 10 tuổi thì chúng có một cái môi rất là hồng nhuận và đẹp, căng bóng. Thì đó chính là cái dạ dày của các cái đứa bé trong độ tuổi đó rất là tốt nếu dạ dày mà xấu thì môi sẽ bị lở ra sẽ bị bong chóc ra môi trên kèm theo một số các cái chấm thâm ở cái vùng môi này và nó sẽ làm cho chúng ta rất mất thẩm mỹ trong thực dưỡng người ta coi dạ dày là ông vua của đường tiêu hóa nếu như dạ dày mà có vấn đề dạ dày mà nổi giận thì chắc chắn sẽ phát sinh các cái bệnh tật ở lục phủ ở ngũ tạng và phát sinh ở phủ nào ở tạng nào thì sẽ sinh ra cái bệnh tật ở tạng đó và cách để chúng ta bảo vệ dạ dày tốt nhất là chúng ta sẽ ăn nhiều vào buổi trưa. Buổi trưa là thuộc về trung tiêu thì tất cả những cái thức ăn mà buổi trưa ấy thì sẽ được dạ dày co bóp và hoạt động một cách tốt nhất, kể cả những thức ăn cứng, thức ăn khó tiêu. Còn buổi sáng thì nó sẽ là phần thượng tiêu, buổi tối sẽ là hạ tiêu. Nó sẽ không phải là cái thời điểm để dạ dày tiêu hóa thức ăn một cách tốt nhất. Vừa rồi là năm cái sai lầm phổ biến nhất mà làm cho hủy hoại cái dạ dày của bạn và khiến cho các bạn bị mắc các bệnh lý về dạ dày. Các bạn chỉ cần có một cái thói quen ăn uống một cách hợp lý, thói quen ngủ nghỉ hợp lý thì chắc chắn các bạn sẽ có một hệ thống dạ dày khỏe mạnh. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để được nhận video của mình một cách sớm nhất sau khi phát hành. Xin chào và hẹn gặp lại.